một tuần thử việc. Sau Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc thì đây là quốc gia thứ ba mà chủ công Việt Nam có cơ hội thi đấu. World Championship đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á vừa chính thức công bố sự kiện. Đấu đấu rõ quốc gia, chuẩn bị hoặc là chính tại khai triển quốc gia cấp hạt trà. Khách quan, minh bạch, kịp thời, hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, sơ hở trong công tác cán bộ. Đẩy mạnh phân công, phân cấp trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân liên quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương. Nhờ đó, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp và ngăn chặn bạo lực mới cứu vãn được môi trường kinh doanh Hồng Kông. Sau đây, mời các bạn nghe giới thiệu nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, Ba Vì Hợp Tiết là một trong những nền kinh tế có sức cạnh tranh nhất trên thế giới. Hồng Kông đang bị đẩy đến bờ vực thảm nguy hiểm trong thời gian ngắn. Môi trường kinh doanh ưu việt luôn được ca ngợi đang bị phá hoại ác ý. Các phần tử bạo lực quá khích đã gây tổn thất nghiêm trọng cho Hồng Kông chỉ sau 2 tháng. Trong tuần vừa qua, các hành động phá hoại ác ý leo thang và lan tràn tại các quận Hồng Kông. Những kẻ biểu tình bạo lực chặn đường sắt, chặn đường hầm xuyên biển, tấn công đồn cảnh sát, tấn công cảnh sát bằng bom xăng. Những ngày qua liên tiếp gây hỗn loạn tại sân bay quốc tế Hồng Kông, làm rất nhiều chuyến bay bị hủy. Đã làm lúc hành khách bị mắc kẹt tại sân bay, thậm chí gây đánh hành khách và phóng viên. Hành vi bạo lực ngày càng điên cuồng khiến mọi người hoảng sợ, lo lắng và tiếc thương. Thành phố Hồng Kông vốn được du khách toàn cầu yêu thích và giới thương mại đồng thuận với môi trường an ninh thân thiện. Hành vi nguy hiểm của những kẻ biểu tình bạo lực đã vượt giới hạn đỏ, cấu thành phạm tội bạo lực và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chủ nghĩa khủng bố, xa đạn nghiêm trọng nền pháp quyền và trật tự xã hội Hồng Kông, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân Hồng Kông và hành khách đến Hồng Kông, tác động nghiêm trọng đến sự phồn thịnh, ổn định và phát triển kinh tế của Hồng Kông, làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh quốc tế của Hồng Kông. Đã có cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế cảnh báo các vụ bạo lực xảy ra liên tục đã khiến hoạt động kinh tế Hồng Kông không thể triển khai bình thường. Bậc xếp hạng tín nhiệm của Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng. Gần 2 tháng qua, thu nhập trung bình của nhân viên làm ngành du lịch giảm gần 80%. Hơn 10% nhân viên hoàn toàn không có thu nhập. Ngành bán lẻ cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Doanh thu của các siêu thị và giá thuê kiosk ở khu vực Sầm Uất đều giảm. Tháng 7 và tháng 8 vốn là mùa du lịch cao điểm của Hồng Kông, hiện nay đã biến thành mùa đông rét buốt. Môi trường kinh doanh tốt đẹp là mạch máu quan trọng quyết định sự sinh tồn và phát triển của Hồng Kông. Trong 10 năm qua, Hồng Kông luôn đứng hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng trong báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, nên pháp quyền tốt đẹp, giao thông thuận tiện, tài chính tiền tệ thuận lợi, dịch vụ công cộng hiệu suất cao, nhân tài hội nhập quốc tế v.v. đều là nguồn lực mà Hồng Kông lấy làm tự hào. Sở dĩ Hồng Kông có thể thu hút đầu tư và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, một nguyên nhân quan trọng là luôn nỗ lực tạo dựng môi trường kinh doanh tốt đẹp. Hiện tượng bạo lực diễn ra liên tục đang phá hoại môi trường kinh doanh, làm xói mòn niềm tin của quốc tế đối với Hồng Kông. Nếu không tăng cường ngăn chặn, sẽ gây thiệt hại chí mạng đến sự phát triển của Hồng Kông. Bài bình luận cuối cùng viết: Hồng Kông phồn thịnh do nhiều thế hệ đồng bào Hồng Kông nỗ lực phấn đấu xây dựng, quyết không để cho số ít phần tử bạo lực hủy hoại. Hồng Kông đầy sức cuốn hút được giải công đầu tư, bảo vệ sau nhiều năm, quyết không thể để cho bọn côn đồ mất hết lương tri hoại. Ngăn chặn bạo lực, kết thúc hỗn loạn là nhiệm vụ cấp bách cứu vãn Hồng Kông. Quyết không thể để cho đô thị đầy sức sống này bị bạo lực nuốt chửng.
Theo Tổng hòa xã, ngày 15 tháng 8 khi đến dự diễn đàn quốc tế năm 2019 diễn ra tại Hồng Kông, đặc phái viên cơ quan đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông Tạ Phong cho biết, bản chất của các vụ việc ở Hồng Kông hiện nay tuyệt đối không phải cái gọi là vấn đề nhân quyền, tự do và dân chủ, mà là phe đối lập Hồng Kông và các phần tử bạo lực cực đoan, mưu toan, lật đổ chính quyền hợp pháp đặc khu bằng biện pháp trái phép. Ông Tạ Phong trong bài phát biểu nêu rõ những phương châm chính sách cơ bản và thuyết minh cụ thể đối với Hồng Kông trong tuyên bố chung Trung Anh là lời tuyên bố chính sách đơn phương của Trung Quốc, hoàn toàn thuộc công việc nội bộ của Trung Quốc, không phải là nội dung thỏa thuận của hai bên. Các nước và tổ chức khác không có quyền can thiệp công việc Hồng Kông, mượn cớ tuyên bố chung Trung Anh. Mọi mưu toan cản trở sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa nhất định đều sẽ thất bại thảm hại. Các bạn thân mến, ngày 15 tháng 8 tại London, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu tình hình gần đây ở Hồng Kông, đồng thời trả lời câu hỏi của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài. Ông Lưu Hiểu Minh cho biết, một số phần tử quá khích cực đoan cây trong gió ở Hồng Kông núp dưới danh nghĩa về cái gọi là dân chủ, che giấu bộ mặt thật và dụng tâm hiểm ác chống chính quyền, phản xã hội, chống một nước hai chế độ là chủ nghĩa cực đoan mới có đủ cả tính dối trá và tính phá hoại. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, Đại sứ Lưu Hiểu Minh cho biết hiện nay Hồng Kông đang ở trong thời khắc quan trọng. Làm thế nào kết thúc tình hình hỗn loạn ở Hồng Kông? Đây là vấn đề mà mọi người quan tâm đến tương lai của Hồng Kông đều đang suy ngẫm, cũng là những hàng tít trên của nổi bật trang nhất hay bài viết trên trang bìa của các hãng truyền thông lớn ở Anh. Đại sứ Lưu Hiểu Minh cho biết có 4 điểm quan trọng sau. Một là kiên quyết ủng hộ chính quyền đặc khu Hồng Kông chặn đứng bạo loạn, khôi phục trật tự, mong nhân sĩ các giới Hồng Kông không bị thế lực chống đối lợi dụng và lôi kéo, cần phải nói không với mọi hành vi bạo lực, cần phải kiên quyết nói không với mọi hành vi chà đạp nền pháp trị, kiên định ủng hộ chính quyền đặc khu thực thi cương lĩnh, chính sách theo pháp luật, kiên định ủng hộ cảnh sát Hồng Kông chấp pháp nghiêm khắc. Hai là kiên quyết trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật những phần tử bạo lực phạm tội, làm việc theo pháp luật, vi phạm pháp luật cần phải truy cứu là yêu cầu cơ bản của bất kỳ xã hội pháp trị nào. Bạo lực là bạo lực, vi phạm pháp luật là vi phạm pháp luật. Đây là điều không thể thay đổi cho dù phần tử bạo lực trái phép núp dưới bất cứ danh nghĩa nào. Chỉ cần là hành vi vi phạm pháp luật, bất kể ngụy trang kiểu gì đều cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chỉ cần tham gia vào hoạt động bạo lực phạm